Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng những biện pháp về y tế, việc thu gom xử lý rác thải khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành phố Lai Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lai Châu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới sau hơn 8 năm thực hiện. Tuyên Quang bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và thực hành then của bà con dân tộc Tày nói riêng trên địa bàn tỉnh. Phát hiện bãi chôn lấp rác thải trái phép tại khu bãi sông cạnh cầu Lai Vu, thành phố Hải Dương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Vĩnh Phúc đang dồn sức chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc áp dụng những biện pháp về y tế, việc thu gom xử lý rác thải khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, không lây truyền mầm bệnh. Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên hiện là nơi tiếp nhận khám và điều trị cho các bệnh nhân và người nghi nhiễm COVID-19. Công tác thu gom, xử lý rác thải, nhất là rác thải y tế luôn được chú trọng. Tất cả các chất thải y tế bao gồm chất thải lây nhiễm, chất thải tái chế, chất thải thông thường đều được phân tách rõ ràng từng loại ngay khi khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân trước khi đưa đến điểm tập kết chất thải y tế. Cả những người bệnh đến khám, chúng tôi thứ nhất là về tư vấn bệnh nhân sử dụng khẩu trang, đeo khẩu trang đúng cách và không vứt, sau khi dùng xong không vứt bừa bãi mà phải để bỏ vào nơi đúng nơi quy định. Việc hàng ngày tiếp xúc với người bệnh, sau khi tiếp xúc với người bệnh thì chúng tôi đều thực hiện theo cái quy trình phân loại rác thải đã quy định. Tại mỗi khoa phòng trong bệnh viện đều đặt các thùng và túi đựng chất thải có mã màu đúng quy định cho từng loại rác thải và bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế gắn với các vị trí cần thiết. Việc phân loại và thu gom chất thải y tế nguy hại tại các khoa phòng đều do các nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện. Khu vực lưu trữ rác thải y tế nguy hại được bố trí trong kho riêng đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Vĩnh Phúc có công văn gửi các ngành chức năng huyện, thành phố trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống bệnh dịch COVID-19, xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Chi đội Quản lý Biên giới Hồng Hà, trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng hai bên đã cùng thành lập 9 tổ tuần tra, tổ chức gặp gỡ, trao đổi nhanh trên biên giới 38 lần, phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền giáo dục nhanh cho hơn 500 lượt cư dân trên biên giới. Cũng trong kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Sơn La đã đặc biệt coi trọng công tác kiểm soát cửa khẩu bằng việc lập các chốt kiểm dịch cơ động kịp thời. Tỉnh Sơn La có trên 270 km đường biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với một số cửa khẩu chính như cửa khẩu Triềng Khương, cửa khẩu Lóng Sập. Hàng ngày có đông lượng người và phương tiện qua lại các cửa khẩu này. Ngay sau khi ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh corona, ngành y tế Sơn La đã kết hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, các huyện biên giới thành lập 7 chốt kiểm dịch để giám sát hành khách, thực hiện các công việc phòng ngừa. Chúng tôi đã tổ chức triển khai tăng cường đo thân nhiệt, phát tờ rơi kiểm soát những cái người nhập cảnh vào Việt Nam và đặc biệt là các du học sinh Lào. Đấy, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ cửa khẩu và toàn bộ những xe nhập cảnh vào Việt Nam là đều phải trải qua kiểm tra và phun sát trùng hết. Tại các chốt kiểm dịch được trang bị máy đo thân nhiệt, máy phun thuốc khử trùng. Nhân viên tại chốt ứng trực thường xuyên 24/24 giờ trong ngày để thực hiện khử trùng tiêu độc cho các phương tiện qua lại, tiến hành đo thân nhiệt, đồng thời phát khẩu trang miễn phí cho người hành khách qua lại. Đối với các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển về cơ sở y tế, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát tờ rơi khuyến cáo hành khách tự theo dõi sức khỏe, tránh tập trung những chỗ đông người. Khi có các biểu hiện như ho sốt, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chuẩn đoán. Cho đến nay, thì trên địa bàn thì cũng chưa có cái phát hiện gì lớn về cái, các cái con người mà có cái biểu hiện nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng cường các lực lượng xuống địa bàn để làm sao mà thường xuyên tuyên truyền, rồi thì phối hợp với các ngành để giáo dục bà con biết cách để ứng xử đối với lại cái dịch bệnh này. Trước nhu cầu sử dụng nguồn thuốc tiêu độc khử trùng tại các khu vực cửa khẩu rất lớn,
nên ngành y tế Sơn La đang gấp rút tìm các phương án để bổ sung trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng kịp thời cho việc phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu vùng biên giới. Đến thời điểm này, thành phố Lai Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lai Châu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới sau hơn 8 năm thực hiện. Đây là thành quả phản ánh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Những hình ảnh về bản làng lụp sụp, đồng bào lầm lũi cách đây hơn 8 năm về trước tại các xã nông thôn của thành phố Lai Châu là San Thàng và Nậm Lỏng đã đi vào dĩ vãng. Những con đường bê tông trải dài trên khắp các tuyến nội đồng, nội bản, những ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên. Mọi lĩnh vực đời sống đều đã khoác lên mình màu áo mới. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 9 triệu đồng mỗi năm, thì nay đã đạt được 33 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Thay đổi sâu sắc nhất trong xây dựng nông thôn mới chính là tư duy sản xuất của các hộ dân. Nhờ hệ thống thủy lợi, nhiều năm gần đây đã không còn tình trạng ruộng đất bỏ hoang do tập quán canh tác hay do thiếu nước. Cũng nhờ hệ thống thủy lợi đã hình thành nên những vùng chuyên canh rau màu và trồng hoa cho thành phố, những vùng sản xuất hàng hóa, cây ăn quả tập trung, ứng dụng khoa học, công nghệ cao. Sau hơn 8 năm, nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã nông thôn của thành phố Lai Châu đã chính thức hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là những kinh nghiệm quý báu để chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục hướng tới các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Được triển khai tại 30 xã khó khăn thuộc 5 huyện, chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa CPRP đã mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội đối với người dân vùng cao của tỉnh Hà Giang. Để giúp người dân trong vùng dự án có nơi tiêu thụ sản phẩm, các tổ hỗ trợ chương trình CPRP đã lựa chọn những hộ kinh doanh có đủ năng lực để đồng tài trợ mua sắm máy móc, mở rộng nhà xưởng, từ đó nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm, đồng thời có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con. Tỉnh Hà Giang hiện có hơn 450 nhóm đồng sở thích được chương trình tài trợ, trong đó có hơn 200 nhóm có liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã và giúp các nhóm này về thị trường đầu ra. Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã hỗ trợ trên 200 nhóm tín dụng tiết kiệm, quỹ dành cho chị em vay vốn để phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo trong 30 xã này năm 2018 so với 2015 đã giảm khoảng 17%, so với cả tỉnh là giảm hơn 12%. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều nông dân chán ruộng bỏ ruộng hoang, thì ông Hoàng Văn Thụ, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã nhận những mảnh ruộng này để canh tác. Lựa chọn những cây trồng cùng cách làm phù hợp, ông Thụ có thu nhập 250 triệu đồng mỗi năm. Mảnh vườn với diện tích hơn 1 hectare này trước kia chủ yếu là trồng rau màu. Thế nhưng từ năm 2017, ông Hoàng Văn Thụ, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải chuyển hướng sang trồng hoa hồng. Việc thay đổi cây trồng theo nhu cầu của thị trường đã mang lại thu nhập cao cho người nông dân này. Mấy năm nay coi như dân trí coi phát triển nhiều cho nên là cũng coi bán thị trường mỗi năm là cũng bán được coi mấy nghìn gốc luôn. Mà hầu như là bán quanh năm, lúc nào cũng bán. Tháng nào cũng bán, đấy như ngày nào cũng bán bình thường vậy, chứ không, đấy còn có ngày Tết là chạy hơn, ngày Tết hầu như là gần như là cuốn chiếu. Hoa hồng là cây trồng mới, mọi khâu từ gieo trồng, chăm sóc, rồi phòng bệnh hoàn toàn khác so với việc trồng rau. Điều này không thể làm khó người nông dân đã có hơn 30 năm gắn bó với ruộng đồng. Tỉ mẩn, kỳ công, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng hoa hồng lâu năm, ông Thụ nắm vững đặc tính của từng giống hoa. Từ đó có biện pháp chăm sóc phòng bệnh phù hợp, hạn chế những thất thoát trong quá trình sản xuất. Mình làm thì nói chung là nó cũng có thất thoát, nhưng mà đến năm thứ hai là mình rút ra được kinh nghiệm, là mình làm hầu như là an toàn tuyệt đối. Mà không có vấn đề gì, coi như bệnh nào thì thuốc đấy mình chữa được hết, rồi trong cái đó là chiết cây, chiết cành nên mình có thể tự mình làm được. Với gần 5.000 gốc, vườn hồng của gia đình ông Thụ đa dạng chủng loại, từ hồng ngoại, hồng leo cổ cho đến hồng lai. Hoa hồng cảnh hiện được thị trường ưa chuộng, nhu cầu chơi hoa hồng rất lớn, nên ông Thụ không phải lo đầu ra. Khách hàng tìm đến tận vườn để chọn lựa những gốc hồng ưng ý. Mới biết thì nhà bác Thụ bác có vườn hồng đẹp mà đa dạng, nên giờ anh ra nhà bác Thụ anh mua. Bác Thụ thì nó nhiều giống nên là giá cả rất phải chăng thôi. Hoa thì nó thật hoa, mình thích loại nào nó có loại đấy. Gia đình hộ ông Hoàng Văn Thụ chuyển đổi sản xuất cái cây hoa hồng là hàng năm là đem lại kinh tế cao,
như mỗi năm là ước tính là vườn hồng của gia đình là cho thu nhập là từ 5 đến 700 triệu. Những mảnh ruộng úng trũng, cây lúa kém hiệu quả năm nào, nay bạt ngàn màu xanh của hoa trái. Mỗi tấc đất đã thành tấc vàng. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của ông Hoàng Văn Thụ, người nông dân đã không ngại thay đổi tư duy, không ngại thất bại để tìm hướng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Thời điểm này, các vườn ươm cây giống của huyện Chợ Đồn đang tích cực chăm sóc cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2020. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2019, các vườn ươm đã tiến hành gieo ươm cây giống để chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2020. Các loại cây được gieo ươm nhiều là cây mỡ, keo và cây quế. Hiện các vườn ươm đang tập trung chăm sóc, che chắn cẩn thận nhằm đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt trong mùa đông giá rét. Năm 2020, huyện Chợ Đồn có kế hoạch trồng 1.080 ha rừng. Do chuẩn bị gieo ươm cây giống từ sớm, nên các loại cây giống tại vườn ươm đảm bảo đủ điều kiện xuất vườn trong tháng 2, tháng 3 tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên luôn tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản quy trình thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử, qua hệ thống bưu chính và trực tiếp tại bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã. Theo đó, công khai và thực hiện đúng thủ tục thành phần hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính của ngành, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 4.000 đơn vị, chiếm 85% tổng số đơn vị tham gia thực hiện giao dịch điện tử, lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hiện thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng được thực hiện cắt giảm theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, còn 27 thủ tục, giảm 1 thủ tục so với năm 2018, giảm 305 thủ tục so với năm 2014, góp phần giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân, đơn vị sử dụng lao động khi đến giao dịch. Thời gian qua, việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và thực hành then của bà con dân tộc Tày nói riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được quan tâm thực hiện. Qua đó, tích cực nâng cao giá trị của di sản. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ hát then đàn tính xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên. Được phát triển từ hoạt động của nhóm những người cao tuổi yêu thích hát then, chỉ với vài thanh niên, đến nay câu lạc bộ đã có trên 30 thành viên tham gia thường xuyên, trong đó có cả các em nhỏ. Đến với câu lạc bộ không chỉ đơn thuần là ca hát, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, mà các thành viên cao tuổi đều mong muốn cùng nhau chia sẻ và truyền dạy cho thế hệ trẻ về nghi lễ then và văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi muốn gọi là đào tạo thêm cho các cháu để kế tục sau này, để cái nền văn hóa về bản sắc dân tộc này không bị mai một. Then là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh lâu đời của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Đây cũng là một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống, từ niềm vui, nỗi buồn đến những ước vọng, hoài bão, hướng tới những điều bình an tốt đẹp và luôn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Bởi những nét văn hóa đặc trưng đó mà then luôn được lưu giữ trong cộng đồng, và then ở Tuyên Quang được đánh giá là bảo tồn tốt. Then Tuyên Quang có những nét độc đáo, thì hát then có đặc trưng riêng, cảm giác như đấy là hát then cổ, rất nhiều loại cổ còn nhiều, những điệu then cổ cũng còn ở đây, lẩu then ở đây cũng phát triển mạnh. Thời gian qua, việc bảo tồn nghi lễ then trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng và thực hiện tốt. Tuy nhiên, khi then đã được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, thì việc nhìn nhận và bảo tồn cũng cần được quan tâm hơn nữa. Tuyên truyền quảng bá thế nào để người ta thấy được cái giá trị nghệ thuật của then? Đã xuất bản sách rồi, đi vào nghiên cứu tiếp, giới thiệu cái hay, cái đẹp trong từng khúc hát then cổ. Từ ý thức của cộng đồng và những hoạt động cụ thể, thì việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thực hành then trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Thời gian gần đây, người dân ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt làm biến dạng mặt ruộng. Việc xúc đất đào ao trên đất ruộng diễn ra công khai, mặc dù đây là hành vi bị ngăn cấm, bởi cách làm này sẽ gây cạn kiệt. Lớp phù sa màu mỡ có thể làm biến dạng địa hình, khiến việc canh tác đất nông nghiệp trở nên khó khăn.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, hiện trên địa bàn xã có 6 hộ vi phạm làm biến dạng đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều thuộc thôn Tam Trạch. Cụ thể, các hộ này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn quả. Ngay sau khi phát hiện các vi phạm, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa đã lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Mới đây, ngày 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Trung Hòa cưỡng chế 5 trường hợp, còn 1 trường hợp do điều kiện nước ngập nên chưa cưỡng chế được. Tuy nhiên, do công tác cưỡng chế của Ủy ban Nhân dân xã chưa dứt khoát nên có việc một số hộ tái vi phạm. Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã lập biên bản xử phạt các đối tượng đổ trộm rác thải ở khu bãi sông cạnh cầu Lai Vu, thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, hàng tấn rác thải, chất thải đã được chôn lấp trái phép tại đây đang gây ô nhiễm môi trường. Nếu không được xử lý, tình trạng ô nhiễm sẽ còn kéo dài, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, nhiều xe tải chở rác thải, chất thải bốc mùi khó chịu được vận chuyển vào khu bãi gần chân cầu Lai Vu để chôn lấp. Khu bãi này do công ty Long Thành quản lý, các xe tải lớn vận chuyển vào ban đêm nên khó bị phát hiện. Môi trường thì mỗi ngày lại càng thêm ô nhiễm. Đó là rác thải đây thì nó ô nhiễm môi trường, bẩn thỉu. Là tối thì thường tối khuya là họ hay đi đổ, chứ ban ngày thì không mấy khi người ta đổ ra đây. Nói chung là bây giờ đi thể dục ra ngoài lại cũng không dám đi. Đấy. Nó mùi kinh lắm. Các cháu bây giờ không biết chứ. Không biết bao nhiêu xe mà những chai nước hóa chất ấy, chắc nó nhuộm vải hay nhuộm gì nó thải ra ngoài. Chính quyền địa phương cho biết việc đổ trộm rác thải, chất thải tại chân cầu Lai Vu đã được phát hiện từ ngày 6 tháng 2. Công an thành phố Hải Dương và phường Ái Quốc đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt các lái xe về hành vi đổ chất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ thì đối với Ủy ban phường đã giao cho công an phường và đội dân phòng sẽ đi tuần tra, mật phục và sẽ kiểm soát ngăn chặn. Thế và một phía nữa thì chúng tôi cũng đã tiến hành coi là cái phương án là sẽ xử lý vôi bột, thế rồi là dùng các cái phương tiện để chuyển cái số rác đã chôn lấp ấy chuyển đi. Khu vực bãi sông này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt để thực hiện dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường cần được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm và triệt để đảm bảo môi trường sống cho người dân nơi đây. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép các địa phương thu hồi đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, ở một số khu đã xây dựng xuất hiện một số bất cập. Tại huyện Phù Cử, có 8 khu dân cư mới được xây dựng, nhiều khu đã hoàn thiện và bán đấu giá. Tuy vậy, ở một số khu hiện nay chưa được lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt, trong khi hệ thống hạ tầng như đường trải áp phan, vỉa hè được xây dựng kiên cố. Khi các hộ dân đến sinh sống, có nhu cầu nước sinh hoạt thì sẽ phải cắt đường, lát lại vỉa hè để lắp đặt đường ống, gây mất mỹ quan và tốn kém kinh phí. Trong khi đó, ở tất cả các khu dân cư hiện nay, hệ thống thu gom nước thải nước sinh hoạt đều được thiết kế xả thẳng ra hệ thống thủy lợi, thậm chí ra ruộng đang canh tác. Khu dân cư số 1 xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ đang được thi công hệ thống tiêu thoát nước xả thẳng ra ruộng lúa, trong đó một số cửa hố thoát nước lại cao so với mặt đường. Cái thoát nước thải sinh hoạt khu dân cư ấy, là hiện tại bây giờ chưa xây dựng được khu xử lý nước thải cho khu dân cư, và phương pháp của chúng tôi khi mà triển khai các cái bước lập dự án đầu tư hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì chúng tôi đã tính đến các cái quy mô dự án sau này cho thì tương lai, tức là khi kinh tế xã hội phát triển lên, mật độ dân cư đạt đến một ngưỡng nào đó thì phải xây dựng các cái khu xử lý nước thải tập trung cho khu dân cư. Do đó nên khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công, chúng tôi đã thường tách độc lập, tức là hệ thống thoát nước mưa, thu nước mưa mặt đường độc lập với hệ thống thu nước thải sinh hoạt khu dân cư, để sau này khi có điều kiện thì có thể đấu nối và xây dựng cái hệ thống xử lý nước thải tập trung khu dân cư một cách đồng bộ để đảm bảo các yếu tố hài hòa.
Như vậy, khi chưa có khu vực xử lý nước thải, nước sinh hoạt, trong thời gian không xa, người dân đến đây xây dựng nhà ở sẽ xảy ra nhiều hệ lụy từ nước thải, nước sinh hoạt ở các khu dân cư này đối với các khu vực lân cận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thưa đài chào tạm biệt.